Bóng đá luôn là bộ môn hấp dẫn bậc nhất hành tinh, được công nhận là môn thể thao vua. Và ngoài những trận đấu kịch tính, hấp dẫn khiến người hâm mộ được sống trong cảm giác hưng phấn tột cùng, trái bóng tròn còn chứa đựng những điều vô cùng điên rồ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những pha bóng ảo ma hết sức, mà có lẽ nếu như mà không được ghi lại thì chắc hẳn là bạn sẽ không tin là nó đã thực sự diễn ra. Lên đường thôi nào! Sức mạnh của trùm cuối Hà Lan. Tôi hỏi các ông, ngoài soạt ra thì còn có cách nào ngăn chặn con quái vật Erling Haaland mỗi khi hắn bứt tốc đây? Cơ mà hình như cha này là robot thật chứ, ứ phải người nữa. Ai đời, người bị soạt thì chẳng sao, quay ra cái ông hung thủ thì tập tễnh chấn thương luôn, xong thì còn ăn thêm cái thẻ đỏ, đời đúng nhọ mà. Đây, lần này điều hắn Kimmich ra test sức bền của Haaland nha. Xong kết quả vẫn là nằm bẹp trên sân ôm mặt khóc hu hu. Ca này khó quá các con vợ ơi. Bí kíp tuyệt hảo giúp Ozil mê sút hơn. Sau một hồi nghe chém gió về lý thuyết cách sút Ozil thường sử dụng để mà xé lưới đối thủ, giờ là lúc thực hành đây này. Tuyệt vời, nói sao làm được y chang như vậy, đây mới đúng là mê sút Ozil chứ. Tiếp tục thể hiện chiêu thức độc quyền thương hiệu của mình nào, hiệu quả vẫn cứ là 100%, không trượt phát nào luôn mà, đến cả chuyền cũng đỉnh nữa. Hãy cứ vô tư và lạc quan lên các đối thủ của Ozil ơi. Cao thủ không bằng tranh thủ. Xoay quả bóng thì hơi cứng tí nên bị bắt bài. Thôi cứu lại được quả đá phạt cũng được, Kuka. Cơ mà những người anh em áo cam, các chế đã đánh giá thấp độ ảo ma của Kuka rồi. Một cú dứt điểm luôn ngay khi đứng dậy. Và bất ngờ chưa ông già, đã vậy sao mà phản ứng. Cũng dùng tuyệt chiêu tranh thủ hơn cao thủ, Mared Hamsik cũng đã có pha biểu diễn tương tự Kuka. Chỉ tốn thêm nhịp khống chế đầu không đáng kể, chàng trai có quả đầu chiến nhất vịnh Bắc Bộ tung chân trái sút thẳng bóng vào khung thành, không cần trình bày nhiều, ăn mừng đê bà con. Lionel Messi quả thực là truyền nhân của Diego Maradona, đến pha lập công kiểu bàn tay của chúa cũng được Empunga sao chép không lệch đi đâu được thế này, đúng là hàng xịn bản xịn. Đẹp trai không bằng trai mặt. Các cầu thủ Liverpool cũng phải tức điên trước sự đeo bám dài như đĩa của Kanté. Anh đây có thừa độ Kuté, nhưng mà cần bật chế độ chiến đấu là không ngán bất kỳ ai, đúng nhận sai cãi Kanté. Đấy, hậu quả của việc chỉ đẹp trai nhưng mà không trai mặt là như thế này nè quý vị. Anh Bảy bị hàng thủ Barcelona cầm đầu là Piqué chọc cho phát điên luôn. Tiki-taka hóa ra cũng có lúc lầy lội như vậy đó hả? Ông anh CR7 bình tĩnh thôi, bị chi phối tâm lý rồi đó. Trường hợp cuối cùng, một thánh nhân có cả độ đẹp trai cùng với da mặt rất dày. Ý của cái ông Morata này là xúc tạch rồi. Thôi nằm ôm chân cố kiếm thêm quả pen cứu vớt tình thế. Ờ cơ mà lại vẫn ghi bàn luôn này, ảo chưa? Thế thôi, không đau chân nữa, đứng dậy ăn mừng cái. Ủa, vẫn là em ghi bàn đó hả các anh? Vẫn là Ronaldo với những khoảnh khắc đỡ không có nổi. Đã ngửa sân bóng đá anh Bảy ơi, sao lại có động tác như một siêu sao bóng rổ vậy được? Thật là vô lý. Quả không hổ danh trưởng fan club CR7. Thấy idol làm gì là cũng phải quất theo không trượt động tác nào. Thèm khát ghi bàn hơi quá đà rồi nha Kylian Mbappe, bỏ đi nào. Khung thành ma ám. Thôi xong, khứa thủ môn này đang làm cái gì đó mờ ám lắm nha. Chơi bù hay gì? Sao bên kia suốt hoài mà vẫn không ghi nổi bàn thắng vậy ta? Coi bộ tức lắm rồi đấy. Hai quả ngon ăn đều tạch rồi, muốn khóc luôn. Ủa đây rồi, phát hiện ra điểm nghi vấn rồi. Báo cáo anh trọng tài ơi, thằng kia nó chơi ngãi. Đã thế, ông chôm luôn hàng nóng để xem còn thế lực nào bảo kê cho nữa không. Ở đấy thấy chưa, hết đồ cái là biết nhau ngay. Này thì bùa ngãi với chúng tôi này, ghi bàn rồi, vô địch rồi, bài trừ mê tín dị đoan ra rồi. Siêu. Quả đầu đưa bóng đi đập trúng cột dọc thì có thể bình thường, nhưng đến pha sút bồi mà vẫn vô cột nữa thì đúng là khung thành có quỷ theo sau rồi. Đấy người ta gọi là magic. Ông Bèo nha, trận đầu ông đã phạt vào lưới đội tôi rồi đúng không? Được rồi, ông cứ ăn mừng đi, hãy đợi đấy. Ái cha cha, gặp lại cố nhân, cũng được hưởng quả đá phạt ha. Hãy xem sức mạnh của tâm linh đây, phép thuật Wings biến hình. Rồi rồi, thấy sao, đã biết sợ chưa Bèo? Trong tình huống sút ra ngoài còn khó hơn gấp chục lần đưa bóng vào lưới, André Silva quyết định sẽ làm điều gì khó hơn? Người thành công thường có lối đi riêng và nó thật là magic, cuộc sống mà. Ramona ở góc mà chỉ dành cho dân tạt bóng, xong rồi lại còn lập luôn siêu phẩm mà.
chào bàn thắng đẹp nhất AS Roma mùa đó được chưa ta? Bỏ cuộc không phải là phong cách của tôi. Một cú sút tuyệt vời, thủ môn đã đổ người hết cỡ, nhưng mà cuộc dọc mới là vị cứu tinh. Cơ mà đến cú sút bồi sau đó, chỉ có ý chí quyết không bao giờ bỏ cuộc của anh bạn gác đền mới cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Trong tình huống này, dường như tất cả đã nghĩ đến bàn thắng dành cho Rennes. Nhưng mà xin lỗi, đồng đội tôi buông xuôi, nhưng mà buông bỏ không bao giờ được phép xuất hiện trong từ điển của tôi. Một bàn cứu thua ngầu như trái bầu của thanh niên số 17, quá xuất sắc. Lấy cả thân mình để mà giữ nguyên vẹn mảnh lưới đội nhà, anh chàng này xứng đáng được trao huân chương cho nỗ lực đóng góp này rồi đấy. Lên nhạc nào. Thanh niên áo tím thủy chung ấy rốt cuộc đã đỡ được bao nhiêu cú sút chỉ trong một tình huống đó vậy anh em? 1, 2, 3, 4, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nói thủ môn đóng tới 50% vai trò sức mạnh của đội bóng, có gì sai nào các con vợ? Bắt gôn mà không đeo găng là mặc định gánh tim. Bí quyết giúp thủ môn Ricardo bắt thành công quả penalty quyết định của Vassell, đồng thời đưa Bồ Đào Nha vào bán kết Euro 2004, đó chính là không đeo găng khi bắn 11m. Nghe tưởng như vô lý nhưng mà lại rất thuyết phục. Cái thắng thì làm gì cũng đúng, ok. Xong rồi đích thân Ricardo thực hiện quả đá quyết định kết liễu trận đấu luôn. Ảo thật đấy, tầm này cái gì cũng phải đụng tay đụng chân, làm người hùng rõ khổ mà. Anh em nhớ tháo găng ra bắt để được làm Ricardo nha. Khi đội nhà lâm nguy là lúc siêu anh hùng xuất hiện. Biết tại sao Joshua Kimmich đang là niềm hy vọng không chỉ của Bayern Munich mà còn cả đội tuyển Đức chưa? Ngay từ khi còn rất trẻ mà chàng tiền vệ nhỏ con này đã mang trong mình tinh thần quyết chiến, quả phá bóng mượt quá Kimmich ơi. Salah thì cũng nhanh đấy, nhưng mà khi đội mình đang vào trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì cũng là lúc tia chớp vàng xuất hiện. Thế thì làm sao mà siêu sao của Liverpool có thể theo kịp với quả máy chạy thần tốc này đấy? Cú sút phạt thách thức mọi định luật vật lý này của Roberto Carlos vẫn luôn được xem là một trong những kiệt tác để đời trong lịch sử túc cầu. Rõ phải là siêu nhân với đôi chân thần thánh thì mới ghi được bàn vậy, chứ người thường đâu ai dám làm thế. Vừa rồi là những pha bóng hết sức ảo diệu mà nếu không được camera ghi lại, có lẽ bạn cũng sẽ không thể tin nó có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.